tự nhiên mình cảm thấy xài iPhone lâu, thấy màn hình nó quá nhỏ, hơi tù túng. Vậy thì anh chuyển qua con Android kẻ này xài tạm đi anh. Màn hình muốn to có to, muốn nhỏ có nhỏ anh ạ. Úi dồi ôi, lộc trời, cảm ơn nhá, anh xin. Tự nhiên là thằng em cho con Samsung Z Fold 3 xài tạm, cho nên mình sẽ mở màn với mục đích rửa con máy này. Mình sẽ gửi đến tất cả anh em hai tính năng ẩn sâu mà bản thân mình mới tìm ra được. Hơn nữa, nó còn có trên hầu hết tất cả những dòng máy của Samsung Galaxy mà các bạn nên biết càng sớm càng tốt. Mình là Mr. Tam Thể và các dân chơi hãy cùng bắt đầu! Đầu tiên thì mình xin nhắc lại là những cái mẹo mình sắp hướng dẫn ở đây nó sẽ có trên hầu hết tất cả những cái dòng Samsung Galaxy mà Samsung sản xuất. Nhưng mà mình vẫn hướng dẫn anh em ở trên con Galaxy Z Fold 3 này bởi vì màn hình rất là to, anh em có thể dễ xem và dễ hiểu nhất. Cái mẹo đầu tiên mà mình nghĩ là phần lớn anh em đều không có biết đâu, nó sẽ nằm ở trong cái phần album ở đây. Đó, ở trong đây các bạn hãy chọn cho mình một hình ảnh ha. Thì mình muốn hỏi anh em là những cái lúc anh em muốn ghi chú những cái thông tin trong một bức ảnh trên những dòng Samsung Galaxy như này đó, thì anh em sẽ làm như nào? Đấy, có phải phần lớn anh em sẽ chọn vào chỉnh sửa ở đây đó. Sau đó anh em sẽ chọn vào cây bút này và chọn màu. Đấy, ở đây chúng ta sẽ chọn màu trắng thử ha. Và sẽ chọn kích thước của cây bút ở đây đó. Sau đó anh em có thể vẽ hình tròn như này để đánh dấu vật thể, cũng như là có thể chọn cái mũi tên như này để chỉ vào một vật thể nào đó. Tuy nhiên cái cách này nó nhanh, nó tiện, nhưng những cái nét vẽ này cực kỳ xấu nha các bạn đó. Những cái nét vẽ như này thì nếu mà chúng ta nhìn không quen chúng ta sẽ rất bị ngứa mắt đấy. Hay mình nói vui một câu là nó rất hiếp dâm thị giác nha các bạn. Và để có những cái ghi chú đẹp hơn thì rất đơn giản thôi, anh em hãy chọn cho mình vào cái phần dán nhãn đây này đó. Ở đây thì trong cái phần cuốn lịch này này đó, các bạn nhấn vào thì chúng ta sẽ thấy có hình tròn này, rồi hình vuông, hình mũi tên vân 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 vân. Và thay vì việc chúng ta vẽ mũi tên cũng như là đánh dấu hình tròn như vừa nãy thì anh em hãy chọn vào cái mũi tên ở đây đó. Chúng ta có thể dễ dàng xoay như này và sẽ có những cái hình thù nhìn nó gọn gàng chứ nó không lem nhem như chúng ta tự vẽ vừa nãy nữa đó. Thử hình tròn ha, đây đó. Tóm lại nếu anh em muốn ghi chú gọn gàng sạch đẹp thì anh em hãy sử dụng trong phần dán nhãn này. Ngoài ra thì chúng ta còn có rất nhiều hình khác rất là đẹp nha các bạn đó. Và ngoài những sticker này thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm kiếm những sticker khác đẹp hơn ở trong đây đó. Và nếu mà muốn có được những cái sticker mà vừa đẹp vừa miễn phí thì các bạn hãy nhấn cho mình vào cái dấu cộng ở đây ha đó. Trong đây chúng ta sẽ thấy được cái giỏ hàng như này đó. Và các bạn sẽ thấy được có một cái phần là miễn phí phổ biến nhất đó. Ở đây thì nó sẽ bao gồm những sticker miễn phí được anh em tải nhiều nhất và sử dụng nhiều nhất. Đấy, dĩ nhiên rồi nó rất là có giá và đẹp trong tất cả những cái list sticker mà chúng ta có được ở con Samsung Galaxy này một cách miễn phí ha. Anh em có thể chọn ở trong cửa hàng xong và toàn bộ những sticker chúng ta vừa chọn đó nó sẽ nằm hết ở trong cái đây đó, trong hết phần này, cho nên anh em không cần phải tìm kiếm ở đâu xa cả. Và đó là cách làm sao chúng ta có thể ghi chú hình ảnh một cách ấn tượng, một cách nghệ thuật chứ không còn bị lem nhem giống như cách ghi chú cũ ở trên Samsung Galaxy đó. Và mình dám chắc luôn là cái mẹo này phần lớn anh em vẫn chưa biết đến. Và tiếp theo cũng là một cái mẹo mà chúng ta rất dễ làm nhưng mà rất hiếm anh em biết ha. Vẫn nằm ở trong phần album này. Thì ở đây mình có một bức hình mình cũng chụp bằng chính chiếc Samsung Galaxy Z Fold 3 như này. Đó, thì chúng ta sẽ nhấn vào chỉnh sửa ở đây. Rồi, ở trong đây thì trong cái phần dấu ba chấm này, nó sẽ có một cái phần rất là hay là pha màu nha các bạn. Đó, ở đây thì mình sẽ chọn cái màu lá cây. Đó, với cái tính chất của nó chúng ta sẽ chọn một cái chủ thể, mà cái chủ thể đó thì thường phải cùng màu thì chúng ta sẽ ứng dụng được cái mẹo này một cách rất là hay. Thì trước khi chọn các bạn hãy nhấn cho mình vào cái phần này này, cái phần ở cuối cái bảng màu như này ha. Đó, nhấn vào. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào cái phần lá cây ở đây đó. Hãy hướng nó vào trung tâm của vật thể ha. Rồi, sau khi chọn xong chúng ta sẽ có 3 lựa chọn ở đây. Đầu tiên là sắc thái. Sắc thái ở đây thì các bạn sẽ thay đổi được cái màu lá cây bằng cách di chuyển như này. Thường thì mình sẽ di chuyển về 0, âm 100 chứ. Đó. Tiếp theo thì ở cái phần độ áo hòa thì mình sẽ kéo về 100 đó. Và cái phần độ sáng này mình sẽ kéo thử lên 100 đó. Các bạn sẽ thấy được là cái lá cây bây giờ nó sáng hơn, nhìn nó rất là ảo và đẹp nha các bạn đó. Và chúng ta sẽ nhấn vào cái vật thể này đó, sẽ thấy được đây là cái hình lá cây gốc. Và thả tay ra, đây là cái hình lá cây chúng ta vừa chỉnh sửa, rất là hay luôn. Và ngoài ra các bạn có thể đổi màu được cái chậu cây này một cách rất là dễ nhé. Đấy, chúng ta vẫn tiếp tục các bước tương tự thôi. Đấy, vẫn là vào đây này, sau đó chọn pha màu. Ở đây các bạn hãy chọn vào cái cây cuối cùng của bảng màu ở đây. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào cái bình này đó. Ok, ở đây chúng ta sẽ chọn sắc thái ha. Đấy, mình rất thích màu đỏ nên mình sẽ kéo cái này về phía âm như này. Đấy, để cho nó ra được cái màu đỏ đó. Sau đó độ bão hòa thì mình sẽ kéo lên để cho nó sáng hơn. Và độ sáng ở đây đó, rất là sáng. Ok, và đó là cái mẹo giúp chúng ta có thể thay đổi màu sắc của các vật thể ở trong hình đó. Ngoài ra thì ở trong cái phần dấu ba chấm như này chúng ta còn có một cái phần đấy mà ít anh em để ý là phần phong cách nhé. Rồi,
Ở trong đây chúng ta có thể thoải mái thay đổi phong cách của toàn bộ bức hình luôn, rất là dễ. Đấy, với những cái form đã có sẵn như này đó. Những cái mẹo này ở trên iPhone thì chúng ta sử dụng rất là dễ đó, và rất là tiện lợi. Tuy nhiên ở trên Samsung Galaxy thì một số anh em vẫn chưa biết đến hai cái mẹo rất là hay như này đó. Và qua video này mình hy vọng là anh em đều có thể biết hết. Và nếu thấy video này hữu ích đừng quên cho mình một like, share và subscribe cho YouTube của Đáng Review. Và đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ phía bên cạnh để nhận được những video mới nhất, hay nhất của mình và cậu Vàng nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video lần sau. Bye bye.